Toán 4 ôn thi giữa kỳ 2 Chúng ta đến với bài toán tính bằng cách thuận tiện nhất Chúng ta có biểu thức như sau 5 phần 9 cộng 13 phần 7 cộng 15 phần 13 cộng 8 phần 7 cộng 4 phần 9 cộng 11 phần 13 Ý tưởng của thầy muốn đưa ra cho các em như sau Ở trong phép cộng chúng ta có thể đổi chỗ các số hạng cho nhau Tức là mình sẽ dùng tính chất giao hóa ở đây thầy sẽ đi nhóm các phân số có chung mẫu số lại để thực hiện cộng cho thật là dễ dàng. Thầy sẽ có các phần nhóm như sau. Mở ngoặc 5 phần 9, thầy sẽ nhóm với phân số 4 phần 9. Đóng ngoặc tương tự như vậy cộng với mở ngoặc. Cái mẫu số là 7 này ta sẽ có phân số là 13 phần 7. Cộng với phân số 8 phần 7. Đóng ngoặc cộng với 15 phần 13 cộng 11 phần 13 Đấy, đóng ngoặc như thế này à, như vậy thì chúng ta sẽ làm trong ngoặc trước có chung mẫu số rồi chúng ta chỉ việc cộng các tử số với nhau thôi đúng không đây sẽ là 5 cộng 4 là 9 9 phần 9 tương tự cộng với cái ngoặc này nào à, 13 cộng với 8 thì ra sẽ được là 21 đúng không các em 21 phần 7 cộng với 15 cộng với 11 thì nó sẽ là 26 phần 13. Và dễ dàng chúng ta sẽ rút gọn được 9 phần 9 chẳng qua chính là 1. 21 phần 7 chẳng qua sẽ chính là cùng chia cho 7 đúng không? Sẽ chính là chia cho 7 nhé. 21 chia 7 được 3, 7 chia 7 được 1. Ta sẽ được phân số 3 phần 1 tức là 3. Ở đây 26 phần 13 cùng chia cho 13 ta sẽ được phân số 2 phần 1 đúng không? 2 phần 1 chính là 2. Như vậy 1 cộng 3 cộng 2 ta sẽ được kết quả bằng à, bằng 6 các em ạ. Như vậy bằng cách tính toán thật điện ta sẽ được kết quả của biểu thức này bằng 6 các em nhé.